Chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Thì càng về nửa cuối năm 2021 thì cuộc đua về các mẫu laptop mới ra liên tục được các hãng cập nhật. Không còn là vỏ cũ rượu mới như các mẫu trước đây, mà lần này thì có rất là nhiều các hãng cho ra mắt một dòng sản phẩm mới. Điển hình thì có thể nói đến gần đây nhất chính là HP với HP Victus. Còn ở video này thì sẽ là MSI. MSI thì đã quá thành công với dòng laptop gaming, còn ở mảng văn phòng thì cũng chỉ mới nghe đến như là MSI Modern hoặc là MSI Prestige. Và với sự đổi mới lần này thì MSI cho ra mắt dòng sản phẩm dành cho doanh nhân với mức giá chỉ hơn 38 triệu đồng, MSI Submit M13 Flip Evo. Và để làm ra được một sản phẩm ở phân khúc cao cấp với lần đầu tiên ra mắt này thì ngay khi nhìn thấy M13 Flip Evo thì mình cũng đã phải công nhận với hãng rằng nhìn cực kỳ sang trọng và có chút gì đó quyền lực khi được cầm trên tay em máy này. Ở đây thì chúng ta sẽ có chất liệu hợp kim nguyên khối, sờ và có cảm giác rất là mát và sướng tay, tuy nhiên thì có hơi bám vân tay một chút. Mặc dù thì là hợp kim nguyên khối thế nhưng mà trọng lượng của M13 cực kỳ tối ưu, đúng tiêu chuẩn là gọn, mỏng, nhẹ, chỉ có 1,3 kg. Một sự kết hợp màu sắc làm nên sự sang trọng cho chiếc máy chính là màu sơn đen nhám chủ đạo. Và xung quanh này thì sẽ là các đường cắt CNC cực kỳ tinh xảo, ở đây thì như là màu vàng hồng. Và công nghệ mà MSI thì đã sử dụng để cắt CNC này chính xác đến từng mm, tỉ mỉ và rất là mượt khi các bạn lướt tay lên phần cắt này, không hề có một chút gợn nào cả. Về phần chất lượng hoàn thiện thì cũng là một yếu tố được đặt lên hàng đầu khi mà đối với laptop Ultrabook mỏng nhẹ, và MSI cũng đã làm tốt điều này. Đây là chiếc laptop đầu tiên của MSI mà mình thấy ít hiện tượng flex nhất, gần như là không có, rất là chắc chắn và cực kỳ cao cấp. Phần bản lề của MSI Submit 13 được làm khá đơn giản nhưng mà đủ chắc chắn để có thể đảm bảo trải nghiệm gập mở 360 độ. Các bạn có thể mở phần bản lề bằng một tay rất là dễ dàng. Và vì là 360 độ thế nên là có thể sử dụng được rất là nhiều các tư thế khác nhau, cực kỳ linh hoạt với cả màn hình cảm ứng. Và MSI thì sẽ trang bị cho các bạn một chiếc bút cảm ứng đi kèm có sẵn. Chiếc bút này thì khi các bạn không kết nối, các bạn vẫn có thể thao tác được trên màn hình cảm ứng nhé. Rất là nhạy và cho tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh. Còn muốn sử dụng hết tính năng của nó thì sẽ dùng để kết nối Bluetooth với máy. Các bạn hoàn toàn có thể ấn vào đầu bút này để có thể di chuyển slide thuyết trình hoặc là mở app ở trên laptop. Chiếc bút này thì cũng rất là tiện để các bạn cầm theo khi di chuyển, vì ở ngay bên cạnh trái sẽ có lực hút nam châm để hút chiếc bút vào và giữ cố định. Lực hút cũng như là lực giữ khá là chắc chắn. Mình cũng đã phải dùng sức thì mới có thể gỡ được chiếc bút này ra, thế là có thể yên tâm là mang đi không bị rơi mất bút nhé. Sự chắc chắn trong thiết kế thì cũng được MSI chú trọng từng chi tiết nhỏ nhất. Khi mà chuyển sang chế độ tablet thì hai mặt của máy sẽ được hỗ trợ giữ liền nhau như một khối liền mạch nhờ nam châm ở dưới vỏ như thế này. Và khi các bạn đổi máy ở những tư thế khác nhau thì màn hình cũng sẽ tự động đảo chiều sao cho phù hợp với tư thế sử dụng cũng như là nhu cầu làm việc của các bạn nhất. Về phần màn hình thì màn hình ở đây là màn hình 13 inch Full HD, tấm nền IPS, màn hình gương và có tỷ lệ là 16:10. Đây cũng sẽ là tỷ lệ phù hợp nhất cho trải nghiệm của mắt khi mà nhìn vào màn hình này, đem lại cảm giác rất là vừa mắt và cực kỳ thoải mái. Chất lượng hiển thị ở đây cũng mang lại một màn hình sắc nét và trong trẻo với 100% sRGB, 83% DCI-B3 và đặc biệt độ sáng cao lên đến 500 nits, vượt qua cả độ sáng của MacBook Air M1 hiện tại luôn. Thì với màn hình gương này các bạn có thể sử dụng ở mọi môi trường ánh sáng với độ chính xác về màu sắc cực kỳ cao. Viền màn hình thì mỏng này, cạnh trên thì có trang bị webcam HD rõ nét để phục vụ nhu cầu làm việc từ xa như là hiện nay. Và để đảm bảo vấn đề bảo mật thì ở ngay ở cạnh viền của máy thì MSI cũng sẽ trang bị một nút gạt che webcam để khi không sử dụng đến thì các bạn có thể che vào nhé. Được trang bị cấu hình gần như là xịn nhất trong phân khúc laptop Ultrabook thì chúng ta sẽ có Intel K7-1185G7, RAM 16GB có thể nâng cấp tối đa lên là 32GB, 1TB SSD và Intel Iris Xe Graphics thì đạt chứng nhận chuẩn là Intel Evo dành cho những chiếc laptop nào cao cấp, đạt đủ một loạt các yêu cầu khắt khe về thiết kế này, mỏng nhẹ này, hiệu năng cao, tốc độ khởi động nhanh, thời lượng pin dài và chất lượng hình ảnh xuất sắc. Thì với cấu hình này mình nghĩ là các tác vụ cơ bản từ văn phòng cho đến nâng cao cho đến làm các công việc về hình ảnh, sáng tạo nội dung hay là edit video thì Submit M13 đều có thể đáp ứng được tốt nhá. Bàn phím thì sẽ là layout cực kỳ hợp lý, gõ phím, cảm giác gõ phím khá là tốt và đặc biệt thì có LED nền điều chỉnh được 3 cấp độ để người dùng có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình nhất. Cảm biến vân tay một chạm thì sẽ được trang bị ngay phía dưới bàn phím, sẽ giúp các bạn mở khóa máy nhanh hơn. Phần touchpad thì được thiết kế rất là đồng bộ với máy, cũng có các đường cắt CNC bao quanh. Mặc dù thì phần diện tích này có hơi bé một chút nhưng mà bù lại các thao tác vuốt chạm thì rất là mượt và tracking cực kỳ tốt. Và cuối cùng thì sẽ là cổng kết nối mỏng nhẹ thế nhưng mà rất
rất là đầy đủ. Một cổng USB Type-A, 3 cổng USB Type-C, một khe thẻ micro SD và jack audio combo. Thì đó là tất cả những gì chi tiết nhất của MSI Submit E13 Flip Evo mà mình mang đến cho các bạn. Và đối với sự ra mắt lần đầu tiên về dòng sản phẩm cao cấp dành cho doanh nhân này thì mình nghĩ là MSI đã gây được ấn tượng mạnh với người dùng bởi sự chỉn chu cũng như là tỉ mỉ khi đưa đến một sản phẩm mới đến với thị trường. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Và nếu như mà có nhu cầu mua thì link sản phẩm như thường lệ vẫn ở ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.